Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận kề Tết, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm, tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, các mặt hàng đã được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chủng loại, đồng thời được ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đà Lạt nổi tiếng với sự phong phú đa dạng của các loại đặc sản. Đây cũng là mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong ngày Tết. Tuy nhiên, trong bối cảnh có sự xuất hiện các loại mứt không rõ nguồn gốc, kém chất lượng trà trộn vào địa bàn, nên người tiêu dùng, ngành chức năng, nhất là các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này đã rất chú trọng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đã chuẩn bị trước đầy đủ để phục vụ bảo đảm Tết Nguyên Đán, nó giá cả nó không có bị thay đổi, coi như là không có bị lên giá. Chất lượng và nguồn gốc là bên tụi tôi là phải kiểm tra chất lượng, đo lường chất lượng là quan trọng nhất. Thứ hai nữa là đát, nhãn, mát, với lại ngày sản xuất, hàng sử dụng là phải ổn định. Nói chung là phải rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Tại chợ thí điểm an toàn thực phẩm dành cho sản phẩm thịt tại chợ Đà Lạt, sản lượng và chủng loại các thực phẩm này đã có dấu hiệu tăng cao hơn so với ngày thường. Đặc biệt, những sản phẩm đặc trưng của ngày Tết như chả giò, lạp xưởng, bò khô, v.v. đã được các tiểu thương bày bán và người tiêu dùng mua sắm. Gia đình nào cũng phải lo mua thịt hơi ăn Tết rồi. Thấy thịt ngon thì mua. Nhìn chung với sự chuẩn bị này, chất lượng sản phẩm được đảm bảo mà giá cả cũng không có gì biến động lớn. Có ý kiến cho rằng năm nay kinh tế khó khăn, tình hình thiên tai trong năm có phần ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nên việc mua sắm Tết cũng trầm lắng hơn, lượng hàng hóa tiêu thụ cũng chậm hơn. Về chất lượng và về giá cả thì không bị biến động gì nhiều so với những năm trước. Thì năm nay chúng em đã có cái sự chuẩn bị khá ok, khá chu đáo để phục vụ lượng khách, khách du lịch cũng như khách địa phương trong dịp Tết. Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa phục vụ Tết, trong thời gian qua, ngành chức năng Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền vận động, ban hành một số văn bản pháp luật, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, ra quân kiểm tra trên các địa bàn. Đặc biệt, đối với mặt hàng tươi sống, tại các lò giết mổ, gia súc, gia cầm, nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống cho các chợ lớn nhỏ trên địa bàn, ngành chức năng Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra đột xuất, lấy mẫu thực phẩm để test nhanh. Trong cái dịp Tết Nguyên Đán này thì chợ, ban quản lý chợ cũng như là công ty cũng siết chặt cái quản lý về, trước tiên là về cái an toàn vệ sinh thực phẩm này, làm sao để nó đảm bảo được cái chất lượng nguồn gốc hàng hóa nhập vào chợ cho bà con bán hàng. Cái thứ hai nữa là công ty cũng tuyên truyền và thậm chí có những cái biện pháp quản lý để sản phẩm bán một cách đúng giá, không bán giá cao hơn những ngày thường, cũng giống như để đảm bảo cho khách hàng đến chợ họ có một cái sự hài lòng thoải mái nhất. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền là người dân là không thực sử dụng những cái chất độc, chất cấm trong chăn nuôi và sẽ tăng cường kiểm tra bằng cái test nhanh để phát hiện và xử lý những cái đối tượng vi phạm. Và đối với cơ sở giết mổ thì hàng tuần là chúng tôi đã có cái đội là kiểm dịch lưu động là lấy cũng test nhanh, và nếu có mà phát hiện dương tính thì sẽ gửi mẫu đi xét nghiệm và có xử lý. Và trong cái đợt này thì mặc dù là những cái như năm 2016 là tôi nói là không có cái vi phạm, nhưng cũng không thể chủ quan. Và đối với người dân thì tiếp tục là nâng cao cái công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện, là làm sao là hiểu rõ những cái sản phẩm nào mà có nguồn rõ nguồn gốc và không có cái vi phạm về trong cái chất cấm để người ta sử dụng, là không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Với sự vào cuộc của ngành chức năng, ý thức của người kinh doanh và sự lựa chọn kỹ lưỡng của người tiêu dùng, hy vọng rằng chúng ta sẽ đón một cái Tết với các thực phẩm an toàn, giá cả ổn định, góp phần cho một mùa xuân yên vui trong mỗi một gia đình. Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới tại Đa Nhiêm được minh chứng qua những con số cụ thể như thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 33 triệu đồng một người một năm, tăng 256% so với năm 2010.